câu hỏi đến từ bạn Minh Minh, làm sao để phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch thưa bác sĩ? Dạ vâng, câu hỏi rất là hay, nó gọi là tóm lại luôn cái chương trình của chúng ta là làm sao để phòng ngừa. Thì chúng ta thấy là con người chúng ta dựa vào các yếu tố nguy cơ, đó là gì? Huyết khối sẽ hình thành dựa ba cái chân kiềng. Thứ nhất là cái dòng máu nó chảy chậm, giống dòng sông Lừ của chúng ta hay dòng sông Tô Lịch này, cứ chảy chậm thì sẽ rác rưởi nó sẽ động hai bên và nó kết tụ lại với nhau để tạo thành một cục tắc, và nó nguyên tắc đấy, nó trôi đến chỗ nào mà hẹp hơn thì nó tắc chỗ đấy và nó trôi đến tận cùng. Nó khác với dòng sông của chúng ta là cái bẩn nó chạy ra biển to rồi không tắc, nhưng mà ở đây là ở động mạch phổi ấy, là cái nơi tận cùng của cái máu chảy về từ tĩnh mạch thì nó sẽ tắc ở trên đó, thì là rất nguy hiểm, nó gây suy tim rất là nguy hiểm. Thì chúng ta làm nào để cho cái dòng chảy nó thông thoáng bằng cách là không chúng ta phải uống đủ nước và ăn uống hợp lý, rồi là chúng ta làm nào để nó không bị trì trệ, không ứ trệ, tức là chúng ta phải đi lại vận động, không ngồi yên một chỗ, không bó gối một chỗ. Chúng tôi đã gặp những người ngồi đánh bài 7 ngày 7 đêm đã bị tác động mạch phổi, đó là những người mà chúng tôi đã người thật việc thật. Và có những cái việc nữa là khi mà bị có vấn đề gây tổn thương tĩnh mạch, tức là như chấn thương hay như phẫu thuật, khi phẫu thuật bao giờ ít nhiều nó có một chấn thương tĩnh mạch, thì những trường hợp đấy thì đi vào viện bác sĩ sẽ đánh giá nguy cơ, thì chúng ta phải sử dụng các biện pháp dự phòng, tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ. Hay là có những người mà bản thân trong dòng máu bị có những vấn đề chất lượng của dòng máu dễ bị tăng đông do cái vấn đề di truyền, do việc chúng ta dùng thuốc nọ thuốc kia, do cái bản chất của dòng máu nó dễ bị tăng đông hơn là chảy máu, thì trong trường hợp đấy chúng ta không biết, nhưng mà nếu đã gặp một lần rồi thì chúng ta tìm hiểu thêm, và khi bác sĩ bảo nói anh phải dùng thuốc kéo dài thì chúng ta nên tuân thủ cái việc dùng thuốc kéo dài. Đấy là tất cả những cái việc mà chúng ta cần phải làm để mà dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Đây là bệnh lý có biến chứng rất là nặng nề, có thể dẫn đến đe dọa đến đến tính mạng. Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Minh Minh, và ngay sau đây thì chúng